Bước 1, nhấp vào link trang web trong phần mô tả hoặc bình luận về video này. Bước 2, nhấp vào nút tải xuống trình giả lập. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào file nằm ở góc dưới bên trái và chọn nút cài đặt để cài đặt trình giả lập trên máy tính của bạn. Bước 3, khi cài đặt xong các bạn hãy mở giả lập này lên để sử dụng. Và vì mình đã cài giả lập này rồi nên không cần cài lại nên mình sẽ tắt bảng cài đặt này đi. Bước 4, khi mở giả lập lên, bạn nhấn vào ô tìm kiếm và viết tên game. Sau đó nhấn Enter và chọn vào game trên màn hình bước 5. Sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập tài khoản. Và bạn hãy sử dụng tài khoản Google để đăng nhập và đây là yêu cầu bắt buộc. Nếu không đăng nhập thì không tải được game. Và vì mình đã đăng nhập rồi, cho nên không cần đăng nhập lại và bạn chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất. Bước 6, sau khi đăng nhập xong, thì bạn sẽ được chuyển đến cửa hàng Google Play để tải game. Thì bạn hãy nhấn vào nút cài đặt màu xanh, và đợi vài phút. Sau khi cài đặt xong, thì bạn hãy nhấn nút chơi, Play, Open là game sẽ mở lên và bạn có thể bắt đầu chơi được game. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong trò chơi, vui lòng viết bình luận trong video này. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.